mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì Acer Predator dường như là cái tên không còn quá xa lạ gì đối với các game thủ, thì được đánh giá cao về thiết kế cũng như là khả năng tản nhiệt. Vậy thì sự cải tiến mới của Helios 300 với RTX 3060 sẽ có gì với mức giá hơn 41 triệu đồng? Đương nhiên thì đã là một cấu hình mạnh mẽ rồi, được trang bị là Intel Core i7-10750H, 6x12 luồng, RAM 16GB DDR4 thì có thể nâng cấp tối đa lên thành 32GB, ổ cứng 512GB nâng cấp được lên 2TB cho khả năng lưu trữ cực lớn. Thì các bạn có thể thử nâng cấp giống mình, ở đây thì mình đang có sẵn một ổ 512GB và nâng cấp lên một ổ 1TB. Khả năng tản nhiệt của SSD cũng rất là tốt do có hệ thống tản nhiệt theo kèm. Chi tiết về hệ thống tản nhiệt thì mình sẽ nói về sau. Về tốc độ đọc thì các bạn hoàn toàn có thể không phải lo lắng vì hệ thống đã hỗ trợ đầy đủ băng thông rồi. Thì có thể tự tin chiến mọi tựa game AA trên thị trường hiện nay với cả NVIDIA RTX 3060 dùng kiến trúc Turing. Ở đây thì chúng ta sẽ có công nghệ là Ray Tracing, một công nghệ xử lý ánh sáng đồ họa giúp mô phỏng lại ánh sáng nhìn giống đời thực và độ bóng tốt hơn. Thì với cấu hình này thì Helios 300 thừa sức xử lý những game nặng dù ở mức setting cao nhất. Đọc thông số thì cũng đã đọc xong rồi, nghe đến RTX 3060 kết hợp với cả Intel Core i7 thì chắc chắn là nếu như không sử dụng để chơi game thì đây cũng là một mẫu laptop xứng đáng mua để xử lý các tác vụ đồ họa nặng. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm hiệu năng của phần test game nhé. Phần test game thì anh em cũng thấy hiệu năng của Helios 300 giữ rất là đều, mức FPS thì luôn giữ ở mức ổn định. Với một hiệu năng xịn như thế này thì hệ thống tản nhiệt chắc chắn cũng phải xịn không kém thì mới có thể chịu được nhiệt. Biết là nhiệt độ năm nay sẽ rất là cao, thế nên là năm nay Acer đã đầu tư hệ thống độc quyền tản nhiệt với tên gọi là Aerobed 3D thế hệ thứ tư mới nhất, lấy cảm hứng thiết kế từ những cánh chim cú mèo với tạo hình răng cưa như cánh của loài chim này trên các cánh quạt, cho phép chia các luồng khí tỏa thành từng luồng khí nhỏ. Ở đây thì hệ thống tản nhiệt sẽ bao gồm là hai quạt tản, mỗi quạt sẽ gồm có 59 cánh và 3 ống đồng được bọc sơn cách nhiệt. Ở đây thì sẽ tránh việc là nhiệt lượng tỏa ra xung quanh có thể làm hỏng linh kiện. Thêm vào đó thì các bạn sẽ có phần mềm là Predator Scene, thì người chơi có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tùy biến theo các tình huống chơi game, hoặc là khi các bạn ép xung để phục vụ nhu cầu công việc. Thì khi các bạn chơi các tựa game nặng trong một thời gian dài dẫn đến nhiệt độ quá là cao này, thì máy sẽ tự động kích hoạt quạt sẽ giúp giảm nhiệt độ máy xuống từ 3 đến 5 độ C. Các bạn cũng có thể bật mắc quạt cùng với chế độ là Cool Boost thì nhiệt độ chung của máy cũng sẽ giảm xuống là từ 7 tới 10 độ C. Hoặc là khi kích hoạt chế độ Turbo thì quạt tản nhiệt sẽ quay ở tốc độ là hơn 6.000 vòng, sẽ giúp nhiệt độ máy giảm từ 8 đến 12 độ C để đảm bảo cho laptop của các bạn vẫn sẽ hoạt động mà không bị quá tải. Và để kích hoạt hai phần mềm này thì các bạn có thể khởi động ngay ở trên bàn phím với logo Predator thì là phần mềm Predator Scene và nút Turbo thì hiện sẵn để cho các bạn ấn vào. Với tần số quét là 300 nhạc, tốc độ phản hồi 3ms thì màn hình 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS. Màn hình này đã được nâng cấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm là 144Hz. Về độ bao phủ màu sắc sẽ là 100% sRGB, độ sáng là 300 nit thì ngoài tận hưởng sự mượt mà khi chơi game ra thì các bạn sẽ hạn chế tình trạng giật lag này, thì khả năng hiển thị màu này cũng sẽ rất là tốt khi các bạn làm các tác vụ đồ họa. Màu sắc sai lệch khá là ít và với độ sáng cao thì ngồi đâu thì các bạn cũng sẽ làm được việc với mọi điều kiện ánh sáng. Ở đây thì viền màn hình hai bên mỏng cạnh trên vẫn sẽ trang bị webcam để các bạn có thể livestream nói chuyện hoặc là để phục vụ nhu cầu học online cực kỳ hiệu quả. Vì theo mình thấy thì hình như các bạn cũng sẽ sắp phải học online lại rồi đấy. Về phần bàn phím, ở dưới thì sẽ là bàn phím chích LED cực kỳ vui mắt với LED RGB 4 vùng với các phím là WASD được làm nổi bật và cụm phím mũi tên được nhấn màu xanh xung quanh viền. Thiết kế full size keycap cong ổ
ôm lấy tay, hành chính phím rất là sâu. Ở đây thì có một điểm cực kỳ đặc biệt là các bạn có thể điều chỉnh bàn phím LED RGB theo ý thích, tốc độ quạt này, tản nhiệt cực kỳ dễ dàng ngay trên điện thoại của mình khi mà tải ngay ứng dụng với tên gọi là Predator. Touchpad thì kích thước sẽ vừa phải này, bề mặt được phủ kính bao quanh bởi đường cắt kim cương. Các thao tác như là vuốt, chạm, thu, phóng đều được rất là mượt mà, cảm ứng đa điểm rất là nhạy. Nhưng mà laptop gaming mà có chuột rời thì vẫn hơn. Mặc dù là laptop gaming cấu hình cực cao nhưng mà trọng lượng so với những mẫu laptop gaming khác theo mình là khá nhẹ, với cân nặng chỉ có là 2,2 kg. Thiết kế thì không khác gì mấy so với thế hệ tiền nhiệm, thì Acer đã đổi từ tông màu đỏ đen sang xanh đen từ thế hệ trước, thì ở giữa vẫn có logo Predator có thể phát sáng. Hệ thống tản nhiệt thì được cách điệu ở dưới bản lề, có viền kim loại và mặt đáy. Ở đây thì cực kỳ gaming, tổng thể máy nói chung là rất là chắc chắn. Và khi bỏ hơn 41 triệu đồng ra thì chất lượng hoàn thiện và hiệu năng của máy chắc chắn là sẽ không làm các bạn thất vọng rồi. Ở đây thì cổng kết nối, chúng ta sẽ có cổng kết nối rất là đầy đủ. Ở phía sau nó sẽ có một cổng nguồn này, còn lại thì sẽ đặt ở hai bên của máy với là 3 cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C, một jack audio combo và một cổng mạng LAN RJ45, một khe thẻ SD. Và các bạn nghĩ sao về hiệu năng của máy? Bình luận thêm phía dưới cho mình biết nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.